thủ đô Hà Nội. Wow, những cái hình ảnh. Xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn, rất vui được gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 11 giờ trưa ngày 18 tháng 9 năm 2023. Em Việt, cháu Việt đang ở đầu đường, đầu phố Phan Bội Châu quý vị và các bạn. Đêm hôm qua thủ đô Hà Nội nác đác có mưa. Bây giờ bầu trời vẫn rất âm u quý vị và các bạn. Những hình ảnh rất đẹp, các du khách đang đi tham quan trên tuyến phố Hà Nội. Nhiệt độ bây giờ không cao nhưng khá oi quý vị và các bạn. Nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 29 độ C nhưng rất oi. Trước màn hình là ngã tư Cửa Nam. Và clip này em Việt, cháu Việt mời quý cô chú anh chị cùng em Việt, cháu Việt đi một vòng từ phố Phan Bội Châu qua tới phố Bà Triệu, ngã ba Bà Triệu và Đại Cổ Việt quý vị và các bạn. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán ở trên tuyến phố Phan Bội Châu nác đác, vẫn còn một số cửa hàng chưa có người kinh doanh. Những hình ảnh rất đẹp, các du khách đang đi đạp xe trên thủ đô Hà Nội. Wow, những hình ảnh mát quý vị và các bạn. Vâng, quý cô chú anh chị và các bạn, tới kênh của em Việt Châu Việt, hãy tặng em Việt Châu Việt một like ạ. Và quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh, hãy đăng ký kênh ủng hộ em Việt Châu Việt. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Những hình ảnh trên các cửa hàng kinh doanh nác đác cũng có khách. Trước màn hình là ngã tư Phan Bội Châu và Hai Bà Trưng. Bây giờ lại có một chút ánh nắng thôi quý vị và các bạn. Vâng, em Việt trong Việt đang ở ngã tư Thợ Nhuộm và Hai Bà Trưng. Cảnh trưa rất nhộn nhịp. Trên tuyến phố Thợ Nhuộm đoạn này các cửa hàng kinh doanh buôn bán đều mở cửa nhưng mà có vẻ vắng khách quý vị và các bạn. Trước màn hình là ngã tư phố Quán Sứ và Thợ Nhuộm. Và trước màn hình là những hình ảnh nhà tù Hỏa Lò, cũng thu hút rất đông các du khách nước ngoài. Và
những hình ảnh nhà tù Hòa Lò, quý vị và các bạn. Việt cháu Việt đang ở ngã sáu Hòa Lò, Lý Thường Kiệt và Thợ Nhuộm, quý vị và các bạn. Kinh doanh buôn bán vào buổi trưa, như quý vị và các bạn thấy lác đác cũng có khách. Và trước màn hình, quý cô chú anh chị và các bạn, là ngã tư Thợ Nhuộm và tuyến phố Quang Trung. Các chị bán cháo cũng như bán chè, quý vị và các bạn, đang chưa có khách. Trước màn hình là một tốp du khách đang đi tham quan thủ đô Hà Nội, quý vị và các bạn, những hình ảnh rất đẹp một buổi trưa mùa thu. Mùa thu Hà Nội cũng đã xuất hiện những tán lá vàng rồi, quý vị và các bạn thấy. Trước màn hình là ngã năm Thợ Nhuộm, Bà Triệu và Trần Hưng Đạo.
và Em Việt đã sang tới phố 3 triệu rồi quý vị và các bạn. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán chay trang trí rất bắt mắt. Ngay trên tuyến phố 3 triệu, trước màn hình là ngã ba 3 triệu và phố Hàm Long. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán nội thất và buổi trưa cũng vắng khách quý vị và các bạn. Trên bầu trời thủ đô Hà Nội cảm giác vẫn còn rất nhiều nước, như quý vị và các bạn thấy những đám mây xám xịt. Thỉnh thoảng Em Việt Cháu Việt có nói nhịu một chút, quý cô chú anh chị và các bạn thông cảm. Ngoài đi ghi hình gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô, Em Việt Cháu Việt còn làm may nên nhiều khi cũng rất mệt. Nhưng mà khi đi ra đường, Em Việt Cháu Việt phải cầm máy lên gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh rất đẹp của mùa thu Hà Nội. Những hình ảnh ở ngã tư Trần Quốc Toản và phố 3 triệu. Những hình ảnh trên tuyến phố Trần Quốc Toản quý vị và các bạn. Và trước màn hình là ngã tư 3 triệu và phố Nguyễn Du. Cảnh trưa rất nhộn nhịp. Sang tới phố 3 triệu thì như quý cô chú anh chị và các bạn thấy rất nhộn nhịp vào buổi trưa. Người nhà bệnh nhân đã vào thăm khám tại bệnh viện mắt Trung ương. Những hình ảnh rất nhộn nhịp vào buổi trưa quý vị và các bạn. Các cô buôn bán kinh doanh hoa quả như quý vị và các bạn thấy cũng đắt khách. Vâng, Em Việt Cháu Việt đang ở ngã tư phố Trần Nhân Tông và 3 triệu. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán ở trên tuyến phố 3 triệu nác đác vẫn còn một số cửa hàng chưa có người kinh doanh quý vị và các bạn. Và trước màn hình là ngã tư phố Tuệ Tĩnh và phố 3 triệu. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán to đẹp đều phải sale hết quý vị và các bạn, giảm giá 50-70%. Mặc dù giảm giá nhưng vẫn vắng khách quý vị và các bạn.
trước màn hình là những hình ảnh của ngôi chùa Chân Tiên, những hình ảnh rất cổ kính ở ngoài cổng chùa. Vâng, em Việt Châu Việt đang ở ngã tư phố Tô Hiến Thành và phố Bà Triệu. Các cửa hàng bán lạc cũng vắng khách quý vị và các bạn. Và trước màn hình là ngã tư phố Đoàn Trần Nghiệp và phố Bà Triệu. Và em Việt cháu Việt thấy lác đác có những hạt mưa rồi. Những hình ảnh trung tâm thương mại Vincom. Các quầy cũng kinh doanh buôn bán bánh trung thu, như quý vị và các bạn thấy rất vắng khách. Hầu như không có người mua, quý vị và các bạn. Vâng, em Việt Châu Việt đang ở ngã năm Bà Triệu, Lê Đại Hành. Mời quý cô chú anh chị cùng em Việt Cháu Việt đi hết tuyến phố Bà Triệu. Em Việt Cháu Việt sẽ dừng clip. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng em Việt Cháu Việt đi một vòng từ ngã tư cửa Nam qua tới ngã ba Đại Cồ Việt và Bà Triệu. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn tràn đầy niềm vui và dồi dào năng lượng. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của em Việt Cháu Việt. Những hình ảnh cây cầu vượt Đại Cồ Việt Trần Khát Chân quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của em Việt Cháu Việt.